Hello bà con. Nay anh em là món tiết canh thỏ với thỏ gì? Thỏ quay hả? Thỏ quay Tây Bắc. Đó, mời mọi người cùng xem clip thỏ nấu cháo đậu xanh. Thịt thỏ với anh em nhá. Ba mẹ con chở nhau đi chơi rồi mày sẽ không được đi rồi. Đấy thỏ này làm sạch rồi này, hôm nay có hai con này. Con của ông đây. Không đâu rồi? Đấy một con làm sạch, bây giờ mình khò qua. Món này làm tiết canh thỏ. Mình chỉ khoái nhất món tiết canh thôi chứ không. Thịt thì không khoái rồi đó. Đó lát nữa làm mà ăn là hết thịt luôn đó. Đây. Đầu bếp Úc. Rồi anh quay làm sắt nữa. 500 anh em kéo tới đâu nhất kìa. Đó, mà giờ mới ra, còn đâu mới ra ít mà vài ngày mình mới đăng nữa nha mọi người. Đây. Thỏ gọn, canh, thỏ quay, nấu cháo nữa hả? Cháo đậu xay, cháo không? Cháo không hay phải nấu cháo? Ai mà biết, tùy thôi chứ. Làm món lấy 5 triệu thôi mà. Làm nhiều món quá em, mình đâu biết gì đâu. Mình chủ yếu là mình thích, mình quay phim mấy anh thích canh thôi à. Ngoài ra không thích món gì nữa hết. Đó, mọi người thử mọi người ăn tiết canh thỏ nào cho nha. Tiết canh thỏ là một trong những món rất là ngon trong các loại tiết canh. Công đi đâu rồi ta? Tiết canh của thỏ thì nó rất là ngọt, ăn nó cũng rất là ăn. Thỏ thì nó ăn sạch mà không có. Chắc ba mẹ không đi cho me rồi. Giờ anh nhậu đi cho me. Bây giờ mình thui xong. Đó, mọi người coi thấy kênh hay này cho anh em một like như một đăng ký kênh nhé mọi người. Đây cái khúc cắt cổ thì không có quay mà đây trái tiết này, tiết thỏ này cả nhà. Đó mình cắt bỏ ra đây ha. Đó tiếp chút nữa mình sẽ đánh. Này ướp để nướng hả? Hay con này là làm gì? Quay là con này quay đúng không? Con này để buộc lên làm chảo hả? Không, người ta áp chảo đồng hoàng với trái tiền đồng hoàng. Em nhớ nát nữa em sẽ chỉ cho anh nhở. Mai mốt nằm nhọc. Đang làm có một khách vô nó nói nhiều quá. Nhiều lộ kêu bị mẹ đi cả đồ hàng còn ngồi đó gì? Phải tiếp khách chứ mày khách hàng là thực tế đúng không? Ừ. Đấy, hôm nay anh em mà ăn thỏ quay bây giờ cái canh thỏ cái canh đóng mấy gì vậy đánh bằng cái gì út? Tay đầu lòng. Tay đầu lòng của thỏ hả? Đúng không? Cái đâu đây là dân điếu đóng qua cao. Ok em nha. Ok, chào em nha. Chào đây. Ok. Má, để đi làm về không yên nữa. Quan quan chạy cao người ta. Ôi. Đến lửa đây mấy con. Thôi em mời em thôi. Thỏ quay. Cái gì? Xóm em hôm nay nhậu thỏ quay luôn. Đi thì. Đi đá rồi nè. Đây có đây là có đây là máy quay của công ngủ. Quay vịt gà hôm nay chuyển qua quay thỏ. Nhìn ra quay vậy thì nó khỏe cả nhà, mọi người khăn. Nhìn quá đá luôn. Sẵn rồi. Đầu bếp chính kêu làm gì thì làm đi cái. Cái hồi sáng nó chết vậy. Khoai cái. Món này nấu cháo nha bà con, cháo đậu xanh. Bà này hay cãi em nè. Bà cãi tên cãi. Cãi thầy nó gọi cãi thầy núi đè. À, xô dầm nửa xuống gái ơi.
chị nghe thấy ông Na cái gì vậy? Này mình xào lên tao qua nấu cháo nha. Hai con hả? Lớn xíu trời. Hai con thỏ, hai con 4 kg chứ mấy. 5 kg. Con này 2 kg 6 nè, con kia 2 kg 4 con đằng ngoài. Vậy chứ mà nó mới nắm được thịt ra ăn được hết đâu á. Con nhớ cái canh bố ơi, cái canh là món chủ đạo đó. Từ từ, ướp cái món này đi. Cái anh đơn giản, ngoài ngoài thì làm sao? Ý à. Đây, nồi này hoặc đánh canh đây. Có gì đây? Thịt mà. Ai nè. Đổ tai với đổ tai với thịt. Gan lòng à, bỏ ít gừng vô được cho nó bớt thôi nha cả nhà. Nó chín rồi nó bắt gàng băm. Này là món này là món chủ đạo thôi. Giới thiệu cho mọi người món tiếp canh thỏ thôi. Ngon đấy. Mày gì chứ? Bịt cái khẩu trang lại chứ không nứt miếng văn cũng đông kỳ lắm. Đến một bánh bom chất cam. Cái gì chưa nói nữa. Bây giờ bóng thịt nè. Cái này nó không có xương nữa chứ nó không nhấn lắm đâu. Đó, chuyển đầu bếp băng sập cao tâm cũng băng ra ngoài, sợi băng ra ngoài không. Món này này áp chảo, áp chảo, áp chảo. Đó, lâu ăn em ăn nhậu vậy đi, em muốn tất nhiên làm thêm phát nữa là vừa. Bánh cháo gì luôn vậy? Em bánh cháo gì luôn vậy? Bọc một lon á. Rồi nồi to, thêm nước vô, nó nghèo. Cái gì vậy? Nghèo. Đủ lắm rồi. Để tao đóng nhiều rồi. Mày kêu nắm được lon nha, chả nói gì. Không, nhiều lắm. Anh thấy vậy nửa nồi nhiều lắm đó. Đồ hoài. Đó, rồi nó xong luôn. Việt Nam có tính cân cù. Nó ra ngoài luôn kìa. Đúng lên, phụ. Nó ra ngoài được kìa. Đúng lên, phụ. Đi. Đó. Nó hồi là không biết nào luôn. Nhìn nó hấp dẫn lắm chứ. Thế nè. Đó, đến tiếp mục đánh canh này cả nhà. Còn chưa? Trời ơi. Chết người ta nằm. Này, nắng có được một cốc gì? Mày chết cho tao một em ơi. Giờ tí cái nào đó, mày chết cho tao một em ơi. Đây, này là 3 dĩa nước canh. Đầu bếp Úc đảm nhận mà không đông thì là thôi thôi. Giờ thấy cảnh nha. Nếm ngay đi Úc, xem nó vừa chưa. Không đông là đủ má chết, mà nói thế nào. Rồi, bán kia. Từ một khoan khoan vô chưa trộm miếng đậu phộng. Mà nãy em đưa bình đậu phộng anh đâu à? Đó rồi, anh ơi. Đó rồi, đó là... Vừa khít rồi đó. À, anh phải dằn dịch với bà chứ. Đấy, cả nhà nhìn nào. Mời em này. Đấy, bà như chiếc canh thỏ đã hoàn tất. Hơi ngon đấy cả nhà. Đã đây. Rất là đơn giản thôi nha mọi người. Đó. Món này món là thỏ áp chảo. Thái riêng. Thái riêng hả? Thỏ thái riêng. Nhầm. Ủa, thơm phết đấy. Nói gì nữa. Ướp riêng mới xả à? Nghe gia vị vô. Lát nữa sắt mỏng mà. Cái này có khế nó đi kiếm đâu được mấy trái khế. Thôi mình có gì mình chơi đấy thôi chứ. Giờ đòi hỏi thì sao có. Đây là món thả chỏ. Món thỏ nấu cháo đậu xanh nha bà con. Mình ướp rồi xong rồi tao cho nó chín, nó thấm rồi mình đổ vô cháo nha cả nhà. Này hai con thỏ khoảng cỡ 5 kg làm mấy món thỏ thức canh này, thỏ quay này, thỏ áp chảo với lại thỏ nấu cháo đậu xanh. Hôm nay là đại tiệc thỏ luôn nha mọi người. Con coi thấy hay hãy ủng hộ cho anh em một like, như một đăng ký kênh.
như chia sẻ kênh nha mọi người, anh em có động lực làm những món ngon tiếp theo. Tao cho nó xanh lại mình bỏ trắng. Ướp hết rồi. Ướp thấm. Nồi cháo của xanh đã hoàn tất này, bỏ hành vô nữa là cả ok cả nhà. Thịt thơm là thịt, xương. Này lần đầu tiên ăn món cháo đậu xanh, cháo thỏ nấu cháo đậu xanh. Ok nha bà con, chuẩn bị ăn mâm thôi. Anh em vô. Dạ, vô cái mũ rồi. Chúc sức khỏe anh em nhé. Vô. Này là ăn cháo này nó vô. Đấy, hôm nay anh em ăn đại tiệc thỏ. Muốn 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 kia ra sạch cái muỗng. Rồi cái khác. Đưa cái khác. Thỏ quay. Tuấn Anh muốn đây bỏ mồm muốn sạch. Này cái gì á? Cái món này gì? Cái gì quên rồi. Riềng mẻ gì gì? Áp riềng gì hả? Cháy riềng. Với cháo nữa nha bà con. Cháy riềng chấm gì hả? Nước mắm. Không tỏi nè. Đấy, hôm nay có công ngủ là anh em biết làm đúng không? Mời cả nhà dùng chị thỏa. Vô. Vô, anh em uống đi. Mới uống đi sao? Mới uống đi. Cục nhỏ vui vậy là. Ngon cả nhà. Phải tộc nó có ba đùi. Cắt xem nó hấp dẫn không? Cắt miếng nhỏ nhỏ. Qua cái nước này lấy mấy phần rồi. Bớt sống ảo lại đi chạy. Đấy. Là cho hai vợ chồng nó lên sóng. Hai vợ chồng này ghê quá. Ra bánh mì nha. Ê ôi, chào mọi người cái đi. Hello, chào mọi người nha. Rồi mọi người xem hay thì thấy có ý nghĩa không? Cho xin một like một chia sẻ nha. Ủng hộ cho anh em một cạn lên top. Lên top đoàn nút bạc à. Chăm gió như người lớn. Nói chứ nữa, cho Mỹ review cái món này đi. Nếu đồ cọc vẫn ngon này, dân có, chuyên nghiệp. Có, nhưng mà bà ăn mà không cho. Đi mua. Bà khôn lắm. Khôn như bà que mình đợi. Không, mấy ông đã tập bắn tiếc nữa. Dạ. Ăn thử. Đừng quay công nha. Mấy người mặc không mặc quần. Không, còn em không có máy. Đấy, anh em ngồi. Em muốn đi quạt về nhà lấy nè. Đại tiệc. Đại tiệc. Uống bia nó mới ngon, ăn chiếc canh uống bia nó mới đỡ đau bụng. Đây có mấy anh em chiến. Ủa mà đối với đường cao này là hả? Trời đồ má, mình tới là mình chiếm nhà luôn nha, mình cướp bắp luôn là. Đâu, nạt rồi. Ngon không? À, nghĩ sao siêu được bếp mình lại khen ngon ngon ta. Bí khai trường ăn chiếc canh đấy. Đi đó. Nói gì không ngon rác thức ăn bao chả luôn năm mấy ông sếp quá. Bao chả luôn mà rồi ra mới chơi với quay có thằng Huy không ra hả sao ơi buồn gì nữa ai nào nó buồn nữa đi cắt mấy nước canh đầu tiên thôi mời tất cả mọi người nha không chanh ớt gì vô sao mà ăn mày ăn này chanh rồi vô chứ. Rồi anh em vô đi. Mời đóng cửa đi. Đóng cửa đi. Có cảm giác thiết canh này ngon hơn bữa thiết canh hôm bữa không? Quá ngon. Ngon hơn hôm bữa tại vì hôm bữa không ăn. Nghĩ sao mà thiết canh nó à hôm bữa ai đánh? Tao đánh cái ai? Trời ơi, tại ấp mình mẹ đánh thôi. Mày đi thôi, đông hơn thì đông luôn. Bữa đánh đông, đánh tám cái người luôn mà. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đánh ba ấp Mỹ như là
thịt gì, thịt gì đó, đông câu đổ bay ốp. Ngồi trên bàn trong nước và bọn dưới. Rồi mời cả nhà. Rồi. Rồi cứ bay đi, cứ đứng bay đi nha. Năm giờ nhá. Mọi người thấy hay thì quên cho anh em vài ai cũng như vài đăng ký cho kênh anh em phát triển đấy. Rồi rồi, từ bay rồi. Bây giờ mình vô mình ăn chứ mấy ông này ông ăn hết chết rồi. Bốn bốn ăn. Ai đó? Chú món ngon không à? Không cho miếng cái canh chơi rồi. Kè thiếu lo với mày. Đây thử ăn miếng nước canh nha cả nhà. Không có ngon mà. Tại được cũng đâu được không ăn nước canh thỏ. Mà. Cho em xin miếng chanh ăn cơm. Ngon á. Anh thích canh là mình hay vắt chanh nha cả nhà. Vắt miếng chanh vô. Đi đâu hết rồi? Đi đâu hết rồi? Bây giờ vào cái chanh đồ phụ này. Nhìn dính. Bây giờ vào cái chanh đồ phụ này. Nhậm đây. Nhậm đây. Cái đồ phụ má thì cái chán như cái đồ phụ mình là nó. Mời cả nhà miếng thích canh nha. Bà không cho thì đi mua khác đi rồi không thì mua về chào lại cho bà. Chết ngọt lắm, chết ngọt lắm. Mình thích nãy không rồi, hiểu không? Mà bà không cho thôi. Mà biết bà hay chửi rồi, bà có lành gì đâu mà đồ mà lấy không. Chết canh ngọt đó. Anh hút bà hiểu thằng xóm tính như thế nào chứ. Đó rồi ăn. Dạ. Bà có đây à? Ngồi nào, ngồi cái vị trí nào, chỉ cái vị trí ngồi thôi. Có hơi mặn, mình ngồi bên kia đây. Ngồi đang qua coi. Má ngồi bà nó ướt luôn. Bà ngồi gần bà anh nhá. Bà má đi, bà đấm mắt rồi đó. Khó nhập lắm. Đứng canh thỏ ngon lắm. Rồi. Mời cả nhà ăn nha. Thôi. Quay video nó lên trên nó bị cắm đó. Cắm cái gì? Nó thèm quá hả? Không phải nó cắm mà nó phát nó cắm đó. Cắm. Nè anh em nói anh thức canh nó review cho mọi người ăn nha. Thôi không review không. Thức canh không có review đâu. Hai máu thức canh á. Thức lắm. Review đấy. Đây là môn đồ của thức canh. Review đấy. Review. Review thử cái. Đây quay đây quay đây. Trong này nó có máu nè. Nói chung tiết canh thỏ thì tiết nó rất là ngọt. Ủa ok Huy à. Tiết canh này chắc chắn là có máu nhiều canh. Lớp tivi. À, còn mua mới mà đi. Rồi mua tivi mới hả? Sữa. Tivi mua qua ai mà. À mua cũ hả? Không mua mới luôn. Ông ấy không Huy đâu. Mới ăn ba điện phải sang nhau. Cái hiệu hiệu shipper là hiệu gì? Mua hiệu gì? Shipper. Không. Bíp. Của Thái Lan á. Thôi. Rồi. Nghĩ chào trời. Toshiba. Toshiba khách mời đó. Toshiba. Không phải Toshiba đâu. Vô này, Mỹ. Cái mà đâu Toshiba. Mỹ ngon hơn. Thái Lan, của Thái Lan. Thái Lan. Hồi qua má ông Trung Quốc càng biết. Ushiamante. Ăn thằng Thái rồi mua con Thái hồn Thái. À. Đó là ăn đúng bài luôn. Ý là ăn súp bánh tráng. Thái. Phải đúng đúng vị chứ. Hả? Hiểu rồi hả? Muốn vào. Xíu một mắt. Bụi quang. Ta chút xíu luôn. Em mình lấy muỗng này nè. Em mình lấy muỗng đi. Trong nhà đầy luôn. Trong nhà đầy luôn. Mấy cái muỗng đây có hai. Chẳng qua đẹp ít quá. Sợ bắt đi đâu mất không. Rất là vui nha mọi người. Thôi để xem cái món quay nè. Đã. Nghỉ bán thôi. Nè. Bánh mì nướng anh. Nghỉ bán rồi. Nhà nó giàu rồi, nghỉ bán rồi. Bán gì nữa. Rồi má ơi chờ quá. Mì nướng. Mì nướng mà thua. Vàng đeo rụng rỉnh. Còn bánh thịt kho. Cài xài quay ngon quá. Toàn 13, 14 thôi. Cái này nó mềm ha, quay ăn ngọt với á. Quay ăn ngon. Quay này quay tay bắt mà. Thơm, thay đổi nó gì nó hạt đổi gì. Thấy hạt đổi không? Đây. Có hạt đổi mắc khén đi. Vậy sao hả? Nếu mà ướp gia vị mà không? Ướp vị đó không? Ướp vị đầy đủ. Ngon mọi người. Đầy đủ hết. Mọi người làm ăn thử đâu đây rồi ba gia vị toàn thuốc. Ủa nó bịt mặt kén hả? Mặt kén á, hạt đổi mặt kén. Cái là cái hạt Trung Quốc nó ăn rồi. Không, ở Việt Nam chứ. Ở Tây Bắc á. Đúng rồi, ở Tây Bắc. Nó trồng nhiều. Đặc sản luôn á. Cái vị nó khó ăn lắm. Cái mặt kén của nó là 2 triệu 2 một ký. Nó lấy trong rừng á. Cái kiểu cái nó cây cục. Cái tao 300. Không phải đưa 500 chứ.
200 nữa đúng. Ờ đúng mẹ, đúng rồi. Má mày cầm tiền dư mà sao? Đó, tao anh em kết thúc nha. Thế thì nhi suy nghĩ sẽ sai đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đưa đủ 500. Rồi chào cả nhà nhá. Đây rồi. Ờ đúng rồi, rồi. Anh này tôi nhắc rồi bác. Em không nghĩ gì hết. Em tôi là anh vợ. Tôi đáp hết mà đưa tao ra. Chào mọi người. Bye bye cả nhà. Gặp nhau tiếp theo nha. Đếm nữa. Im luôn. Cho qua luôn. Tiếp mục chuyên tiền rất là vui. Mà tí nữa luôn mà nó từ với bà Rịa lên đây mà nó cũng... Bye bye mọi người. Rồi cái kết thúc video nào. Bây giờ anh có 2 số tài khoản. 1, 2, 3, vô. Thì tài khoản số gì? Kết thúc đảo mình.